số phận lật mặt 6 của Lý Hải sau khi bị vượt mặt. Sau gần một tháng thống trị phòng vé Việt, bộ phim của đạo diễn Lý Hải chính thức bị vượt mặt. Nhiều khả năng, phim sẽ dừng chân trước cột mốc doanh thu 300 tỷ đồng. Tới ngày 21 tháng 5, lật mặt 6, tấm vé định mệnh ghi nhận mức doanh thu 260 tỷ đồng sau gần một tháng phát hành, theo thống kê từ Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập. Thời gian gần đây, doanh thu phim chững lại trông thấy, không còn khuynh đảo phòng vé như những ngày đầu ra rạp. Thật thế trước bom tấn Hollywood và kế hoạch xuất ngoại. Trong sáng ngày 21 tháng 5, lật mặt 6, tấm vé định mệnh tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp phòng vé. Hai vị trí đầu tiên lần lượt thuộc về Fast X và phim hoạt hình Doraemon, Nobita và Vùng đất lý tưởng trên bầu trời. Trước khi bị hai phim ngoại soán ngôi vương phòng vé, đứa con tinh thần của Lý Hải từng làm mưa làm gió suốt thời gian dài. Ra rạp từ ngày 28 tháng 4, mở bán suất chiếu đặc biệt từ ngày 26 tháng 4, phần 6 lật mặt bội thu nhờ dịp nghỉ lễ dài ngày. Với sức hút từ đạo diễn và tên tuổi thương hiệu, bộ phim hành động dường như không có đối thủ tại phòng vé Việt. Xuất hiện cùng thời điểm, con nhóc mót chồng của đạo diễn Vũ Ngọc đã có thành tích kém ấn tượng hơn hẳn. Khởi chiếu khoảng hơn một tuần sau đó, Guardians of the Galaxy Vol. 3 với sức mạnh từ thương hiệu tỷ đô Marvel cũng chưa đủ để hạ bệ lật mặt 6. Phải tới khi Fast X, tựa Việt, Fast và Furious 10, ra rạp, dự án của Lý Hải mới chính thức rớt đài. Bom tấn hành động của Hollywood càn quét phòng vé Việt, thu về gần 30 tỷ đồng chỉ sau hơn 2 ngày công chiếu. Trong khi đó, doanh thu lật mặt 6, tấm vé định mệnh giảm sâu. Phim chỉ kiếm được gần 600 triệu đồng trong sáng cuối tuần ngày 21 tháng 5. Trong khi đó, thành tích của Fast X lên tới khoảng 3,5 tỷ, gấp hơn 5,5 lần. Cách đây ít ngày, nhà sản xuất lật mặt công bố kế hoạch mỹ tiến. Theo tiết lộ, kể từ ngày 26 tháng 5, bộ phim sẽ được chiếu tại 52 cụm rạp ở Mỹ thuộc các bang như Washington, California, Texas, Florida, Michigan, Hawaii. Tại thị trường nước ngoài, phim có tựa đề Face Off, The Ticket of Destiny. Đây là phần thứ 3 trong thương hiệu lật mặt được chiếu tại Mỹ sau Lật mặt 4, Nhà có khách 2019 và Lật mặt 5, 48 giờ 2021. Sau Mỹ, ekip sẽ tiếp tục đưa phim sang thị trường Australia và một số quốc gia khác. Khó vượt doanh thu phim Bố Già và Nhà Bà Nữ. Kế hoạch xuất ngoại được cho là một nước đi hợp lý, đặc biệt khi đây là thời điểm sức hút lật mặt 6 suy giảm rõ rệt tại Việt Nam. Tuần vừa qua, bộ phim kiếm được thêm khoảng 10 tỷ đồng, giảm 400% so với thành tích 50 tỷ đồng trong tuần trước đó. Thời điểm hiện tại, bộ phim của Lý Hải chỉ kiếm được trung bình khoảng 1 tỷ đồng mỗi ngày và tiếp tục giảm mạnh. Với tốc độ kiếm tiền hiện giờ, lật mặt 6, tấm vé định mệnh sẽ rất chật vật để đạt được doanh thu 300 tỷ đồng tại sân nhà. Nhiều khả năng, phim phải rút rạp trước khi chạm tay tới cột mốc phòng vé này. Bởi lẽ, không riêng Fast X, hàng loạt dự án bom tấn đang chuẩn bị đổ bộ thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian cuối tháng 5, đầu tháng 6. Như vậy, lật mặt 6 dường như không có cơ hội để vượt mặt Bố Già và Nhà Bà Nữ như kỳ vọng. Hai đứa con tinh thần của Trấn Thành đang nắm giữ kỷ lục là bộ đôi ăn khách nhất lịch sử Việt Nam với doanh thu đều vượt ngưỡng 400 tỷ đồng. Nếu không có gì thay đổi, dự án hành động của Lý Hải sẽ dừng chân ở vị trí top 3 trong bảng tổng sắp. Đây cũng là thành tích của Lý Hải và Lật mặt tiếp tục là series phim Việt có tổng doanh thu lớn nhất.